Thưa quý vị, với mục tiêu giúp học sinh tiếp cận nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường, trường học. Thời gian qua, trường tiểu học Tân Khánh, thành phố Tân An đưa vào sử dụng hệ thống nước uống tự động, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh, đạt chỉ tiêu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường tiểu học Tân Khánh là hai trong số những điểm trường được triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống nước uống tự động. Qua quá trình vận hành đã tạo ra nguồn nước sạch học đường. Khi sử dụng công nghệ lọc hiện đại nhằm loại bỏ các chất hữu cơ, diệt khuẩn, giữ lại phần lớn khoáng chất có trong nước. Nhờ hệ thống uống nước tự động tạo điều kiện cho giáo viên học sinh được học tập sinh hoạt trong môi trường an toàn sạch sẽ. Đặc biệt, phụ huynh sẽ giảm bớt chi phí cho con em khi đến trường. Trường bố trí bình nước uống tại mọi lớp học để học sinh không cần mang theo nước từ nhà đến trường.